Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Hải vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi đánh bạc. Qua điều tra xác định, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 30 tháng 8 năm 2024, Nguyễn Đỗ Ri Băng, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại thôn Lương Cách, xã Hồ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, thừa nhận quản lý một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet cấp Master để điều hành hoạt động đánh bạc hàng ngày. Từ tài khoản Master, đối tượng băng tạo ra 45 tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng khác trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Gồm Phạm Vinh, sinh năm 1987, trú tại xã Hồ Hải, Lê Kim Vũ, sinh năm 1976, trú tại xã Tri Hải, Đỗ Văn Khiết, sinh năm 1982, trú tại xã Phương Hải, Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1975 và Bùi Xuân Thạch, sinh năm 1980, cùng trú xã Tân Hải, Tổng số tiền giao dịch cá cược thành công của các con bạc được xác định hơn 16,9 tỷ đồng. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, lực lượng công an phát hiện thu giữ 800 triệu đồng, 12 điện thoại di động các loại, một gậy kim loại, ba dao tự chế, hai thẻ ATM, một máy tính bảng, một máy tính để bàn, hai máy tính cầm tay Casio, một xe ô tô. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.